giá hợp lý anh em cân đối không trọng. Đã bảo đâu? Lúc sáng cũng hỏi đâu, cũng hỏi đâu. Rồi. Rồi đi ra đằng này. Giá cả thay đổi chính sách. Bảo là cứ lên cái hàng này người ta xem người ta thích này. Bán kia khó. Hàng xịn đấy. Xịn ghê. Xách tay đây. Xách tay. Thì có lên mạng. Kiểu cho lên mạng. Vui nhỉ. Cái này mà nó thấp mệt một tí nữa thì được. Đấy, cây kia cũng thế. Cái này là nhìn phía này nhìn xa chứ. Thì rồi đấy. Lên hàng ác chiến đấy. Cắt kiếc ghê phết, bồi keo. Được. Đấy. Đây này. Hay này. Nghe chưa? Thì chung cái này phải hay này. Triệu cho lên mạng nhé, hôm nay mang con chậu nổ. Vâng. Cho lên mạng luôn. Đi nhà trồng một cái chậu điệu quá, cho cái chậu ấy thôi. Bán hợp lý không đắt cũng thế. Đấy, đẹp ghê chưa? Đấy. Alo, chỗ rộng rộng đằng cuối chợ ấy, chỗ mấy quán bán nước ấy, mấy quán uống nước, vâng. Đây là mấy đồng đấy anh ơi? Đây đồng rưỡi, đồng rưỡi, đồng rưỡi, 150k. Đồng dưới nghe từ củ dưới chết. Giá bao nhiêu? Đồng đấy rồi, đồng dưới mà cần lên đánh đúng không? Không thể mua được rẻ hơn nữa rồi. Đắt. Cũng đắt. Không mua rẻ hơn nữa. Bao nhiêu? Mấy cây lố đẹp lên. Xì. Ai giả thôi? Xì. Em vào nhóm mấy chuyện nhưng lấy được chuyện chắc chắn anh. Ra đây cái xe nào đấy, cây rất khá hay đấy, cây ấy là mấy triệu đấy nhỉ? Cái nào đấy thì triệu rưỡi đấy, triệu rưỡi khá rẻ đấy. Gọi khách ta đi, đi đâu gọi ai bây giờ? Người cho lên mạng, có một cây cần đặc biệt vào trong chợ luồng thì nó cho lên mạng người luôn rồi, nó chúc cả người cả cây à, thế à? Ở trên mạng đấy thì sau nó đến nó săn tận nhà chết không, xong không để bán nói bao nhiêu giảm phải như nó đi ô tô giấy này. Sao này đi săn cây. Mua về hay là gì? Giấy tím lúa. Mua của em đấy. Ở đây hôm trước chung vào cái này 6 triệu. Đây thì nói chuyện với bác cả này vui lắm. Tất nhiên là hàng thì cũng bình thôi. Đi của em bán này. Đi chưa. Cái này là về đục đi nhá, đục cái đục cái này vát đây, lượn cái sẹo này đại loại là cho nó thành hình cái lá lật, cái lá hoa sen. Ghê chưa? Ôi.
chân chín. Tám trăm rưỡi một cái này, tầm chậm. Đấy, sơ bộ giá thế. Ổi bác đã bảo 6 triệu đây. Biết giá rồi. Cắt nhiệt đá nó nảy mầm lên. Kinh chưa? Cả. Sáng nay vừa bán cây. Đấy, hàng ngạc cũng người mua mà. Đâu có phải là có người chơi đơn giản được thôi. Ông là đúng mày. Mua sao mua mà thế? Nói đi. Chứ mấy người đây lúc bà chưa bà 2 3 bán. Không bán. Sáng nay mưa mà. Sáng nay mưa to. Sang bên kia xem có một cái taxi mà lại nhìn thấy. À, cắt luôn à, vừa nhìn thấy ấy, giờ đã cắt xong rồi. Đấy, lá lướt túc sụp. Văn quán là ở nhà luôn hay là vẫn quân chỉnh ở đấy? Tôi quán nước đi sang đấy thôi. Đấy. Đấy, vừa xanh lá rồi cắt ra thì rất hay. Si. Ủa cái bể ghê nhỉ. Cái bể này ghê nhỉ. Đây là trước có cái cây gì đấy bác mà này... Bây giờ bán cái này riêng hả bác? Bán. Yeah. Chậu đá hay đấy. Nói tội là mình không có cái này nhỏ nhỏ nhé bác. Đồ cổ ác chân. Xem nào. Chậu này nổi chân. Bán chân riêng. Xi làng này là bao tiền nhé? 5 triệu. À, mua cái đấy à? Giá nó lộc non. Giao giao dịch xong rồi. 5 triệu cả để ở đây. Để đéo mẹ bỏ ở đây. Đó. Bỏ. Bỏ mùa này nó rơi ngay mà đặt này. Có cái trông đá đẹp. Nhưng mà thích có cái cây gì ở đây. Bỏ. Càng kia thích Nam Biển quá nhưng thấy căng. Nó đắt cái gì. Sao Nam Biển rơi rồi. Dạ. Cái này phải chẳng ngay rồi. Thôi thôi. Trong nhân vật luôn. Rêu cả. Thân mua cái này của nó này. Không. Nghệ sĩ quá. Thôi, đi thôi, mỏi tay quá rồi.